Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp, chúng ta cùng nhau thực hiện làm món bánh sò của Ý. Một cách làm rất là đơn giản nhưng thật là ngon. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Và những cái bánh sò này này, rất là giòn. Này, cả nhà xem này, rất là giòn. Đấy, rất là ngon. Và thôi, bây giờ Thông không làm mất thời gian của cả nhà. Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp. Chúng ta cùng nhau làm những cái bánh sò của Ý. Và để làm vỏ bánh sò của Ý thì Thông cần 300 gram bột mì đa dụng. Ở ngoài trời đang mưa, không biết là cả nhà nghe có rõ hay không. 200 gram nước lạnh, 6 gram muối và 100 gram bơ. Bơ thì cả nhà để nhiệt độ phòng cho Thông nhé. Đây là nguyên vật liệu để làm vỏ bánh. Thì ngoài những cái nguyên vật liệu này đó, thì chúng ta cần có thêm một chút xíu dầu ăn để sau khi mình làm bánh xong mình bôi dầu ăn lên nè. Và tiếp đến á, thì chúng ta cần nhân á, thì nhân cả nhà muốn cho nhân gì cũng được. Ngày hôm nay thì Thông chuẩn bị rất là nhiều các loại nhân. Thông sẽ trộn Nutella cùng với dừa sấy khô. Đây là một loại nhân này. Tiếp đến thì Thông sẽ sử dụng cái nhân. Cái nhân này là nó là cái pistachian cream. Mình mua sẵn ở ngoài chợ về thì mình chỉ cần cho vào thôi. Cái này nó cũng ngon lắm cả nhà. Tiếp đến thì cái này là caramel, cũng rất là ngon. Đó, những cái này là Thông đã mở ra Thông ăn thì ngày hôm nay Thông sẽ cho vào cái bánh sò của Ý. Và đây là dừa cream, cũng rất là thơm ngon cả nhà. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau làm vỏ bánh nha. Và ngày hôm nay thì Thông sẽ trộn bột bằng tay. 100 gram bơ chúng ta để ra ngoài. Đầu tiên thì mình sẽ cho 6 gram muối vào trong chậu thủy tinh này. Và chúng ta sẽ cho 200 gram nước lọc vào. Mình sẽ quậy cho muối hòa tan vào trong nước. 300 gram bột mì. Tuýp 405 bột mì đa dụng. Mình sẽ cho vào từ từ. Vừa cho vào mình vừa quậy bột lên. Sau khi bột đã hòa quyện vào thành một khối rồi thì bây giờ mình sẽ mang bột ra bàn, mình nhồi thêm một chút xíu nữa cho bột nó thật mịn. Khi nào mà mình nhồi bột thành một khối mà nó mịn màng như vậy này. Rồi, bây giờ cho bột nghỉ 15 phút nha cả nhà. Đấy, mình làm như vậy cho nó tiện này. 15 phút cho bột nghỉ đã xong rồi. Bây giờ thì Thông sẽ lấy bột ra và mình sẽ chia bột và cán bột ra. Mình sẽ chia bột thành 4 phần nha cả nhà. Rồi sau đấy mình sẽ vê bột lại thành 4 viên. Rồi, 4 viên bột Thông đã vo tròn rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy một viên bột mình làm, còn 3 viên bột kia thì cả nhà để nó ra một nơi khác và chúng ta lấy khăn chúng ta đậy lên cho nó khỏi khô nhé. Bây giờ thì Thông sẽ cán bột. Rồi, đây cả nhà ơi, khi mà mình cán bột nó mỏng như vậy là ok rồi nhé. Bây giờ thì cả nhà cùng với Thông chúng ta cán cái số bột còn lại. Đây, bột nó phải mỏng như thế này này. Cả nhà ơi,
bột thông đã cán xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau cho bơ lên trên bột nhé. Bơ cả nhà làm cho nó tan chảy ra cho thông. Rồi, bây giờ thì Thông sẽ cho bơ lên trên bột này. Và mình sẽ cần cái cây cọ, mình quét cho bơ nó đều lên trên cái phần mặt bột này. Rồi, bây giờ Thông sẽ lấy cái phần bột thứ hai mà hồi nãy mình cán á. Đây, mình sẽ để lên trên. Thì bây giờ cả nhà lại cho bơ vào cho Thông. Mình lại bôi bơ cho nó đều ra. Rồi, lớp thứ hai đã được bôi bơ rồi, bây giờ đến lớp thứ ba. Càng ngày lớp nó càng rộng ra đấy, thấy không? Rộng ra thì mình lại kéo nó rộng ra. Vì mà có bơ rồi đó là nó rất là mềm. Đây. Quá hồng, bây giờ cái bánh nó rộng hẳn ra rồi đó cả nhà. Rồi mình lại cho bơ vào. Và bây giờ là lớp bột cuối cùng. Sau khi mà mình đã cho bơ vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cuộn nó lại. Cái chỗ nào mà nó chưa có bơ thì chúng ta hãy quét cho bơ nó đều ra nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ cuộn lại này. Cuộn lại từ từ. Sau khi mình cuộn xong rồi thì chúng ta sẽ lăn qua một lớp bột như thế này. Và mình sẽ chia bột ra. Cả nhà ơi, nếu mà chúng ta để tủ lạnh thì phải 3 tiếng đồng hồ nhé. Còn Thông thì Thông để tủ đá, cho nên là Thông chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi. Xin hẹn gặp lại cả nhà sau thời gian ủ bột lần thứ hai. 60 phút, Thông để bột trong tủ đá đã xong rồi. Bây giờ thì Thông sẽ lấy bột ra và chúng ta cùng nhau vào form cho bánh. Cũng như hồi nãy, cả nhà phải cho bột áo cho Thông nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy bột ra. Bột nó cứng nè, đấy, nó phải cứng như vậy mới được nè. Cái phần mà mình chưa cần đến á, cả nhà lại để vào trong tủ lạnh cho Thông nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt bột ra. Và bột mình cắt khoảng cỡ 1 phân rưỡi. Đầu tiên thì cả nhà hãy xoa bột cho nó tròn tròn lại như thế này. Rồi, bảo đảm là cũng sẽ có quý vị hỏi Thông rằng là những cái cây cán bột này này là Thông mua ở đâu. Thì bây giờ Thông cũng chia sẻ với cả nhà là ba cái cây này này cộng lại nó là 1 mét. Thông mua ở trong những cái tiệm mà họ làm dụng cụ xây dựng đấy. Đó, ở bên Đức là mua ở làm Thom Mạc đó. Thì Thông mua về nó có nhiều cái kích cỡ. Cả nhà muốn loại cỡ nào thì chúng ta mua cái kích cỡ đó nha. Rồi cả nhà muốn chia cho nó bao nhiêu phân thì cả nhà chia.
Rồi, bây giờ thì Thông sẽ chuẩn bị. Đây là những cái lọ mà nhân. Trước hết thì Thông sẽ cho nhân kem dừa. Đây, mình mở sẵn ra. Rồi bây giờ mình sẽ cán bột nè. Tiếp đến thì mình cần một cái đôi đũa. Mình sẽ kẹp nó lại ở giữa như thế này. Rồi. Sau đấy thì mình sẽ cho nhân vào. Nhân nhiều, nhân ít thì tùy thuộc vào sở thích của chúng ta nhé. Cái này là nhân kem dừa. Tiếp theo thì mình sẽ lật cái phần bột còn lại lên trên như thế này. Và mình tém cho bột nó sát mí với nhau. Lúc này đó, bột của chúng ta nó còn đang đông đá, cho nên là rất là dễ làm. Mình mà để một chút xíu nữa, khi mà mình xả nó chảy bơ rồi đó, thì bột của mình nó rất là mềm. Đấy, cả nhà túm túm nó lại làm sao mà nhìn nó giống như là một cái vỏ sò đấy. Và sau đấy thì mình sẽ sử dụng cái cây nĩa như thế này này. Đó, mình ấn xung quanh cho nó giống như cái vỏ sò. Rồi, xong một cái rồi đây. Thông sẽ để lên trên khay nướng bánh có giấy nếm nha. Rồi, tiếp theo, chúng ta làm tiếp. Rồi, bây giờ thì Thông sẽ cho nhân pita xiền vô. Đó, cái nhân này rất là ngon cả nhà. Thì chúng ta cũng làm giống y chang như vậy đấy. Mình cán bột cho nó dài dài ra. Sau đấy thì mình kẹp nó lại ở giữa như thế này. Tiếp đến thì mình sẽ cho nhân vào trong. Mình gấp nó lại. Kéo cho cái mép nó sát mí với nhau như thế này. Muốn làm cho nó có khứa thì mình sử dụng cái móng xếp mình ấn hơi ra. Rồi, bây giờ cả nhà cùng với Thông làm cái nhân này. Và để biết được cái nhân pita xiền và cái nhân dừa khác nhau thì một chút xíu nữa Thông sẽ chấm một cái chấm màu xanh lên trên này nhé. Thông đã làm xong được một mẻ bánh rồi. Bây giờ thì Thông sẽ bôi dầu lên. Mình bôi dầu lên sau đó thì mình sẽ đánh dấu. Thông xin phép được nhắc lại là để nướng những cái bánh sò của Ý này chúng ta cần nhiệt độ 190 độ C đến 200 độ C tùy thuộc vào lò nướng của từng người, của từng gia đình và mình sẽ nướng bánh thời gian từ 20 phút đến 25 phút. Thông sẽ để khay bánh ở tầng thứ 3 từ trên đếm xuống và chúng ta sẽ sử dụng lửa trên, lửa dưới có quạt. Cả nhà ơi, bánh Thông đã nướng được 8 phút rồi. Thông đợi thêm 2 phút nữa thì Thông sẽ đổi khe bánh ở ngoài vào trong và ở bên trong ra bên ngoài để cho bánh nó vàng đều. Và cả nhà thấy rằng là bơ nó ở trong cái lớp vỏ đấy, nó đang sôi lên này.
Đấy, cái kia thông làm không kỹ, nó bị xì nhân ra ngoài đó, cả nhà thấy không ạ? Rồi, cả nhà chờ thêm một chút xíu nữa nha. Than than, cả nhà ơi, bánh sò của Ý Thông đã làm xong rồi. Trong này là tất cả là bốn loại nhân. Và đây, cả nhà ơi, đây là nhân dừa này. Đây là nhân màu xanh này là pistachio. Nhân màu vàng này là caramel. Và cái nhân màu đỏ này đó là Nutella. Rồi, bây giờ thì Thông sẽ bẻ một cái bánh để mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nha. Đây, cái bánh nhân dừa đây cả nhà nghe này. Giòn chưa? Ôi ôi ôi, nó nát ra luôn này cả nhà ơi. Đây cả nhà nhìn này. Nó xốp bên trong này. Đấy, rất là ngon cả nhà ơi. Và cái nhân dừa này nó chảy ra bên trong này. Đấy, bây giờ Thông xin phép cả nhà thì cho Thông bốc một miếng Thông ăn thử này. Wow, nó giòn quá, Thông bẻ mà nó vỡ ra luôn á. Ngon lắm cả nhà ơi. Rất là thơm ngon. Bây giờ thì Thông sẽ cắt thử cái bánh nhân pistachio. Cái này Thông không bẻ đâu, Thông cắt tại vì bẻ nó bẻ tùm lum hết à. Bây giờ mình cắt đi. Đấy, cả nhà thấy là nó giòn, ơi là nó giòn luôn này. Ngon chưa cả nhà ơi, màu xanh bên trong này. Và Thông cũng xin thưa một cái điều là bánh ngày hôm nay Thông làm thành công hơn ngày hôm qua là tại vì ngày hôm qua Thông nhồi bằng máy. Mà cả nhà có biết không, khi mà chúng ta nhồi bột bằng máy đó là bột nó lúc nào nó cũng bị chảy, nó không phải như nhồi bằng tay như ngày hôm nay đâu. Đấy, cho nên là Thông cũng muốn chia sẻ để cả nhà được nắm rõ rằng là nhồi bột tùy từng loại bánh mà chúng ta nhồi máy. Có những loại bánh tỷ lệ bột gấp đôi nước thì chúng ta nhồi bằng máy được, nhưng mà riêng cái loại bánh này 300 g bột, 200 g nước, tức là bột nhiều hơn nước 100 g, cho nên là mình nhồi nó dễ bị nhão lắm. Vì vậy cả nhà nhớ nhồi tay dùng thông nha. Đây là cái bánh nhân caramel. Đấy, cả nhà thấy nó giòn này. Rất là giòn. Đây là nhân caramel. Đó. Rồi, còn cái đỏ này đó là nhân Nutella. Ở Thông cũng bẻ luôn cho cả nhà xem luôn. Đấy, cả nhà ơi, nhân Nutella màu đen. Đó, có nhân dừa trong đó. Rồi, Thông cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của Thông nha. Và để ủng hộ kênh trên YouTube của Thông, xin cả nhà hãy like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!